Mình chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái công việc hàng ngày của mình nha các bạn. Thì ở Bình Phước mình nha, cái thời điểm này là đang vào mùa điều các bạn ạ. Đó. Mình bây giờ sẽ không còn đi săn bắt cá, săn bắt lươn để ra clip cho các bạn xem nữa ha. Mà mình sẽ chuyển qua đi mùa điều sang lại các bạn ạ. Thì nãy giờ mình mới ra được tầm cỡ 30 phút. Cũng có được mấy cô chú tới bán rồi nè các bạn. Nè. Mình quay lại cái đống đĩa cho các bạn xem à. Đó. Hạt rất là to luôn. Hai cái bao này một bao có 70-80 kg nha các bạn. Dụng cụ mua bán của mình là cái cân nè các bạn. Có bạn nào cùng chung cái ngành nghề buôn bán giống mình không các bạn ơi? Tại vì cái cuộc sống nó khó khăn quá các bạn ạ. Cho nên cái nghề nào mà cứ kiếm là được tiền là mình bay vô thôi. Làm thuê, làm mướn, buôn bán, săn bắt, hái lượm, đủ các kiểu các bạn ạ. Giới thiệu với các bạn đây là đồng nghiệp của mình nha các bạn ơi. Tem. Tem ba đứa đi mua điều. Hot girl này vẫn chưa có chồng các bạn ạ, đang ế ẩm. Rất là ế ẩm luôn. Còn hot boy này thì mới ở trên Sài Thành về, còn chưa kiếm được em nào hết. Các bạn ơi, mời các bạn ăn trái cây nha. Ôi rồi bận đồ nữa, ngồi mua điều nhưng mà không có điều các bạn ạ. Rồi bắt đầu chạy đi mua trái cây về ăn. Đó, bưởi này nè. Bưởi chai xanh nha các bạn ơi. Bưởi năm rồi. Ăn rất là ngon luôn. Bạn nào ở gần tới ăn trái cây với tụi mình ha. À, mận nhìn rất là độc quyền luôn nha các bạn. Đấy, mận này là rất độc lạ luôn đó. Trái nó luôn một khúc. Nó tròn quay nha các bạn, nó không có dài, nó không có bự như những cái trái mận bình thường ha. Ổi này ăn rất là ngon nha các bạn. Mình không phải là mình review chỗ ổi đâu, nhưng mà mình thực sự là ăn rất là ngon luôn các bạn ơi. Ổi chấm muối tiêu. Các bạn xem có ai đi mua điều mà sướng như con nhỏ này không? Nó nằm, nó đưa võng mà. Nằm chơi gọi là sơ nước không à, nhưng mà đến tối là cứ bắt chia tiền các bạn ạ. Nhỏ này láo cực kỳ luôn. Rất là chán với cái hot girl này. Rồi, thấy rồi. Có người tới bán điều các bạn ơi. Dạ, hôm nay cháu làm mấy cái clip về mua bán của tụi cháu cho nó vui ấy mà. Tí là đăng lên YouTube cho các bạn xem. Năm 58 kg. Bộ nhà nhà bánh cân luôn nhỉ. 79 kg 2. Còn 78 kg 8. Kìa này kìa chú. Nhà chú Dũng nay năm nay trúng mùa hay sao? Điều gì đâu mà bạt ngàn. Cái bữa trước cháu cân chú có mấy chục ký mà sao bà nay chú nhiều ghê vậy? Để lâu rồi. Để lâu hả? Rồi 73. 73 ký. Xuống chua. Bao này luôn. Hôm nay cho thằng em tập thể dục bữa. Tập hình. Hôm nay cho em tập thể hình bữa. 6 19 8 69 4.
Thì em lắc nó xuống luôn, lật nó xuống cho nó nằm đó luôn. Điều điều cho dụng đẹp lắm. Này là một nhà nha các bạn. Điều năm nay trúng mùa đó các bạn ạ. Các cô chú nhặt từ sáng đến chiều 3-4 bao không. Điều hiện tại bây giờ tụi mình đang mua 26.300 đồng một ký các bạn. Tiếp tục có một người nữa tới bán điều. Tụi mình khi mà mua xong là đổ đều ra xem đều có đẹp không nha các bạn. Đấy. Đều nhìn nói chung là hạt rất là chắc. Trắng rất là đẹp, đều năm nay trúng mùa mà hạt cũng rất là đẹp các bạn ạ. Một cái bao đều như vậy 70-80 kg các bạn ạ, lật lên lật xuống là đuối luôn đó. Xuống khiêng đi. Chú vườn phải xuống khiêng tập thể dục thể thao đồ này kia. Đâu, quay đi. Em gái là rất là khỏe nha các bạn. Đấy, hot girl là rất là khỏe luôn. Khiêng bao điều vô tư luôn. Bao điều rất là nặng các bạn, 70-mấy ký luôn. Cái công việc mua bán điều này cũng rất vất vả các bạn ơi. Nhưng mà vì cuộc sống, vì kinh tế là phải làm thôi. Điều hôm nay rất là đẹp. Các bạn nào chưa biết về hạt điều không? Mình giới thiệu cho các bạn biết luôn ha. Các bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình nha các bạn, để theo dõi những cái clip tiếp theo của mình ra ha. Con nói dựng dựng đổ bao cho con chị. Thanh niên này nhìn người nhỏ nhỏ vậy chứ khỏe lắm các bạn. Đấy, bao điều mấy chục ký nhấc lên khỏe re. Các bạn xem cái clip mình thấy vui nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình nha các bạn ơi. Chắc mình xin được kết thúc cái clip tại đây ha. Mình chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Mình chào các bạn nha.